Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Mỹ đã và đang tập trung cao độ để phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Tháng 5 năm 2022, huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế đối với 32 hộ gia đình ở xã Tân Lập có đất, cây cối hoa màu trong khu công nghiệp Yên Mỹ. Tháng 6 năm 2022, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư mới Giãn Dân, thị trấn Yên Mỹ, giai đoạn 2 đối với 18 hộ dân ở thị trấn Yên Mỹ. Đây đều là những điểm nóng về giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý những trường hợp chây ì tồn tại trong thời gian dài, không chỉ giúp địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, mà còn có tác động không nhỏ tới các dự án khác. Hiện nay chúng tôi đang triển khai thực hiện nhiều các dự án nữa của huyện cũng như là của các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết dứt điểm để khỏi ảnh hưởng đến các dự án khác. Sau khi mà huyện và thị trấn tổ chức cưỡng chế 18 hộ dân này thì tư tưởng của người dân đã có phần là suy nghĩ khác hơn so với ngày trước. Các hộ nằm trong các phạm vi giải phóng mặt bằng thì đã nhận tiền, không có ý kiến gì cả. Song song với việc kiên quyết xử lý những trường hợp không tự giác chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, huyện Yên Mỹ tập trung tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực tế, tại một số xã như Ngọc Long, Trung Hòa, người dân đã thay đổi quan điểm sau khi được tuyên truyền cụ thể rõ ràng. Chính quyền thôn, rồi xã, rồi huyện là cũng có những cái xuống tuyên truyền họp dân thấy hợp lý hợp tình thì dân chúng tôi là cũng chấp hành ủng hộ vì cái gì cũng là theo luật pháp của nhà nước thôi. Tuyên truyền về cái mục đích, ý nghĩa của dự án vì phục vụ lợi ích chung của nhà nước, của cộng đồng và cho chính người dân. Tuyên truyền để khi mà có dự án vào thì các hộ không trồng cây trục lợi, không xây nhà để đối phó để lấy bồi thường. Hiện nay, huyện Yên Mỹ đang triển khai 40 dự án với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là gần 500 hectare. Đến nay, đã bàn giao hơn 100 hectare mặt bằng sạch, tiếp tục ban hành quyết định thu hồi đất với 200 hectare, tập trung nhiều ở 10 dự án trọng điểm như dự án khu công nghiệp Yên Mỹ và Yên Mỹ 2, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên kéo dài, dự án đường tỉnh 382B.